Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn Reuters. Do Thái chuẩn bị sẽ loại trừ tất cả những trại giam quân sự của họ. Bản tin từ Jerusalem cho biết Do Thái đang chuẩn bị, dự tính là sẽ loại trừ tất cả những trại giam do quân đội điều hành ở khu vực do Palestine quản trị ở dải Gaza, sau khi mà các nhóm dân quyền cáo buộc đã có những hành động gọi là lạm dụng tù nhân theo tường trình của các viên chức của Bộ Tư pháp đưa ra vào ngày thứ Tư. Và các Bộ trưởng Tư pháp cũng như, xin lỗi quý vị, Bộ trưởng Tư pháp cũng như là các luật sư của quốc gia cho biết là tối cao pháp viện nói rằng là việc giam giữ đối với các tù nhân đã bị bắt giữ sau ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công vào lãnh thổ phía nam của Do Thái có thể sẽ được chuyển tới một cái nơi giam giữ được xem là lâu dài hơn. Và việc chuyển này sẽ chấm dứt tất cả những cái trại giam do lực lượng quân đội Do Thái lập ra và quản trị sau khi mà họ bắt đầu tấn công vào dải Gaza. Theo tường trình của Bộ trưởng Tư pháp là Anne Hoffman đã lên tiếng và cho biết là có một cái đơn đề nghị đã được yêu cầu bởi cái tổ chức nhân quyền ở tại Do Thái gọi là Civil Rights tại Do Thái cho biết là có 700 tù nhân đã bị bắt giữ sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 11, và lực lượng quân sự cho biết là họ đang chuyển tất cả ít nhất 500 tù nhân này qua những cái nơi giam giữ được xem là lâu dài hơn, và trong đó bao gồm luôn cả những cái nhân vật được xem là có thể được trả tự do sau khi mà họ được xác định về cái thân phận của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bản tin của hãng thông tấn AP cho biết là một tay súng đã bị bắt giữ sau khi mà đã nổ súng bên ngoài tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Lebanon. Bản tin từ Lebanon cho biết một tay súng tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ gần ở Beirut đã bị bắn và đã bị bắt giữ ở bởi lực lượng binh sĩ của Lebanon vào ngày thứ Tư sau khi mà ông này đã gây thương tích cho một nhân viên bảo vệ của tòa đại sứ. Theo tường trình của giới quân sự và các viên chức của tòa đại sứ cho biết, cuộc tấn công này diễn ra giữa lúc đang có căng thẳng trong các quốc gia được xem là khu vực của vùng địa Trung Hải, và trong vài tháng qua, cuộc giao tranh của nhóm Hồi giáo Hezbollah, nhóm dân quân này với lực lượng Do Thái đã diễn ra gần như mỗi ngày ở tại khu vực biên giới, khiến cho hàng ngàn người phải di tản. Và sau nhiều năm có sự bế tắc về chính trị giữa nền kinh tế đang khó khăn tại Lebanon, các giới chức truyền thông cho biết là vụ nổ súng này ít nhất đã có một tên tấn công và nó diễn ra khoảng nửa giờ đồng hồ. Joe Abdo được xem là người làm việc trong một cây xăng, và trong đó ông ta đã nghe khoảng từ 15 cho tới 20 phát đạn trong lúc đang làm việc. Và chúng tôi nhìn những gì xảy ra rất bất ngờ, và lực lượng quân đội đã ngay lập tức phong tỏa khu vực này, theo tường trình của nhân chứng tại hiện trường. Hiện nay vẫn chưa biết được động cơ, tuy nhiên thì các giới truyền thông của Lebanon đã công bố hình ảnh cho thấy là thi hài của cái kẻ tấn công, trong đó ăn mặc một cái áo màu đen với chữ Islamic State là chữ viết tắt bằng tiếng Ả Rập với tiếng Anh là chữ I và chữ S. Và trong đó, một giới chức an ninh của Lebanon và hai viên chức của giới tư pháp cho biết vụ án này thì tay súng đã bắt đầu tấn công một mình, và họ xác nhận tay súng này là một cư dân ở phía đông của Lebanon nằm sát biên giới của Syria. Trước đó thì lực lượng quân sự của Lebanon cho biết nghi can được xem là một công dân của Syria. Đây được xem là một trong những vụ tấn công mới nhất nhắm vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Lebanon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, một ủy ban đặc nhiệm đã được lập ra tại Ba Lan để có thể điều tra về những người của công dân của Nga và công dân của Belarus đang gây ảnh hưởng tại Ba Lan. Bản tin từ Warsaw cho biết thì một ủy ban đặc nhiệm đã được đưa ra và đã được chọn ra để mà điều tra về tất cả các công dân của Nga và công dân Belarus sinh sống tại Ba Lan đang gây ảnh hưởng tại Ba Lan. Theo tường trình của thủ tướng quốc gia này là ông Donald Tusk đã loan báo. Trong cuộc họp báo tại Warsaw, ông Tusk cùng với các viên chức đã mô tả ủy ban này
là một ủy ban được mô tả là phi đảng phái, trong đó các chuyên gia sẽ bảo vệ cho nhấn mạnh trong cái vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và sẽ bắt đầu làm việc trong vấn đề lo ngại về an ninh trên toàn khu vực giữa lúc mà phía Nga đang có cuộc chiến tại Ukraine bước qua năm thứ ba. Và ông Thức đã đưa ra một cái xác lệnh vào tháng 5 sẽ thành lập một ủy ban điều tra các công dân Nga và Belarus gây ảnh hưởng từ năm 2004 cho tới năm 2024. Ông ta cùng với các viên chức của Ba Lan nói rằng là việc này sẽ xác nhận và ngăn chặn các cuộc tấn công hoạt động gián điệp từ phía của Nga, nhất là những công dân của Nga và Belarus đang có những cái hành động được xem là nghi ngờ, và trong đó bao gồm tất cả những cuộc tấn công không gian mạng, những cuộc phá hoại đang gia tăng áp lực ở biên giới của Ba Lan và Belarus. Đây được xem là một cái ủy ban do phía Ba Lan lập ra giữa lúc mà đang có cuộc bầu cử diễn ra tại Âu Châu vào ngày mai 6 tây tháng 6. Cùng một lượt thì trong cái ngày hôm nay thì Thủ tướng Ba Lan là Donald Tusk đã lên tiếng cảnh báo người dân phải đi bỏ phiếu hoặc đối diện với cuộc chiến với Nga. Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk đã lên tiếng và đưa ra lời cảnh báo trước cái cuộc bầu cử của Âu Châu, thúc giục các công dân đi bầu để xóa đi một tiềm năng của một cuộc chiến mà ông ta cho rằng có thể xảy ra. Bản tin mới nhất cho biết thì cái đảng liên minh của ông ta đã đưa ra lời đe dọa Nga sẽ bắt đầu bành trướng cái thế lực quân sự của họ ra phía đông của Âu Châu, bao gồm lãnh thổ của Ba Lan. Và trong đó ông ta kêu gọi là phải có sự đoàn kết của Liên hiệp Âu Châu để chống lại cái giấc mộng bành trướng của Nga. Thông điệp của ông ta đưa ra giữa lúc mà đang có tình trạng giới bảo thủ đã bắt đầu trỗi dậy tại Âu Châu, và cuộc bầu cử từ 6 tây cho tới 9 tây tháng này, tức là ngày mai, sẽ bắt đầu sẽ có tiến hành tại trong tổng cộng 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu với khoảng 400 triệu dân, và sẽ bầu ra 720 ghế của Nghị viện Âu Châu. Đây được xem là một cái cơ quan đặc trách về vấn đề ban hành luật cũng như là giám sát về cái ngân sách của Liên hiệp Âu Châu. Các cái chính sách được xem là cứng rắn về an ninh đã được báo động sau khi mà ông Vladimir Putin đã có những cái cuộc tấn công 2 năm trước đây, và ông Tusk cam kết rằng sẽ gia tăng các cái chính sách cứng rắn hơn để bảo vệ phía đông của Âu Châu, nơi được xem là đang có một cái đường biên giới với lại phía Belarus. Và đây được xem là một trong những lời lên tiếng của ông Donald Tusk đưa ra giữa lúc mà phía Âu Châu đang có nguy cơ đảng bảo thủ sẽ nắm quyền đa số ở trong nghị viện của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Thủ tướng của Đức đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu là phải tăng cường hợp tác về vấn đề quốc phòng. Thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz lên tiếng cam kết rằng chính quyền của ông ta sẽ làm việc và ủng hộ cho kỹ nghệ quốc phòng và kêu gọi sự hợp tác gần gũi hơn giữa những nhà sản xuất về vũ khí của Âu Châu, và ông ta mở ra một cái gọi là công bằng về mậu dịch trong ngày thứ tư. Hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng làm thế nào nhấn mạnh tầm quan trọng của Âu Châu và kỹ nghệ quốc phòng của Đức, và trong đó vẫn tiếp tục sản xuất tất cả những loại vũ khí cần thiết và những vũ khí bao gồm cả đạn dược. Ông ta đã nói với lại một cái cơ quan truyền thông tại Berlin, và ông ta cho biết là Đức sẽ bắt đầu thúc đẩy cái kỹ nghệ này mở rộng hơn so với quá khứ, và nó đã chấm dứt khi Nga tấn công vào Ukraine vi phạm vào luật của quốc tế. Điều này cho thấy Đức sẽ phải đối diện với một cái chính sách mới về an ninh và một cái sự thật mới về đe dọa an ninh, và việc mạnh mẽ trong việc gia tăng cái kỹ nghệ quốc phòng là cần thiết. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã order khoảng 20 chiếc chiến đấu cơ sản xuất từ Âu Châu, và trong đó có 38 chiếc gần như là đã nằm bên bờ vực của sự đào thải. Và trong đó việc hợp tác của các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu là cần thiết theo lời của ông ta đưa ra, và để xóa đi tình trạng mà Âu Châu không thể chịu đựng nổi một cái cuộc chiến kéo dài và tốn phí rất nhiều đạn dược cũng như vũ khí. Trong khi đó thì kỹ nghệ quốc phòng của Đức đã dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua, và gần như là họ chỉ tăng cường tất cả ngân sách về vấn đề an sinh xã hội thay vì tập trung vào vấn đề quốc phòng. Nay thì Đức đã thay đổi quan điểm, và dường như họ nói rằng cần phải có một cái tiếng nói mạnh hơn và cần phải có một cái sự đầu tư nặng nề hơn trong cái kỹ nghệ quốc phòng của Đức và của Âu Châu. Đây được xem là lần đầu tiên ông Thủ tướng cánh tả của Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng về an ninh của Âu Châu và yêu cầu tăng cường việc đầu tư vào ngành quốc phòng cũng như là tăng cường việc sản xuất quốc phòng cho các quốc gia của Âu Châu, sau khi mà phía Ukraine đã thiếu đạn dược và Âu Châu không sản xuất kịp đạn dược để cung cấp cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mới nhất của ông Olaf Scholz đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cái bãi chiến trường của Ukraine ngày hôm nay, các nhà ngoại giao của Ukraine đã tái nhắc lại lời kêu gọi là thực hiện các cái hệ thống phòng không từ những quốc gia trong Liên minh NATO có đường biên giới với lại phía của Ukraine và của Belarus. Bản tin mới nhất cho biết thì đại sứ của Ukraine tại Đức đã tái nhắc lại lời kêu gọi
là sử dụng hệ thống quốc phòng của các quốc gia nằm trong Liên minh NATO để chống lại cuộc tấn công của Nga nhắm vào lãnh thổ của Ukraine. Ông này có tên là Oleksiy Makachev, đã viết trên một cái trang báo ở tại Đức và trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia trong Liên minh NATO có đường biên giới với Belarus và với cả phía của Ukraine là phải sử dụng cái hệ thống phòng không đặt ngay trên lãnh thổ của họ để giúp cho Kiev có thể chống lại các cuộc tấn công bằng drone và kể cả bằng hỏa tiễn từ phía của Nga nhắm vào các cái thành phố phía Tây của Ukraine, tức là nằm sát biên giới với Ba Lan. Và Ukraine trong thời gian gần đây cho biết là họ đã được phép bật đèn xanh của các quốc gia trong Liên minh NATO sử dụng vũ khí của Tây Phương để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì phía Nga đã bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công hỏa tiễn nhắm vào thủ đô Kiev cũng như là thành phố ở phía Tây của Ukraine là Lviv. Và trong đó thì đại sứ của Ukraine tại Đức đã lên tiếng kêu gọi là chỉ cách vài km ở khu vực của Ukraine, nó có thể nguy hiểm và rất gần gũi với các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Ông Makachev đã lên tiếng cảnh báo như trên. Và hiện nay thì hầu như là để bảo vệ cho cái hệ thống phòng không phía Tây của Ukraine từ bên ngoài, ông nhấn mạnh việc mà sử dụng các hệ thống phòng không của các quốc gia, trong đó chủ lực là Ba Lan cũng như là các quốc gia vùng Baltic, là có thể ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Nga và drone của Nga tấn công vào khu vực phía Tây của Ukraine. Đây được xem là một trong những lời kêu gọi của ông ta đưa ra, và ông ta chỉ ra cái thí dụ điển hình trong cái việc mà Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Jordan đã thành công trong việc bắn chặn tất cả những hỏa tiễn của Iran đã bắn vào lãnh thổ của Do Thái hồi tháng 4 vừa qua. Và theo cái luật của Liên Hiệp Quốc thì trong đó thì các quốc gia có quyền tự vệ và các quốc gia này có thể sử dụng hệ thống phòng không của họ bắn vào không phận của Ukraine để ngăn chặn thay vì là bắn vào không phận của Nga. Thì đây là một trong những cái chi tiết và liên quan tới luật quốc tế, và trong đó họ yêu cầu là các quốc gia của NATO sử dụng hệ thống phòng không trên lãnh thổ của họ để bắn trả tất cả và ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Nga bắn vào phía Tây của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên minh NATO đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã tẩy chay cái hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine. Bản tin từ ở Âu Châu cho biết thì ông Jens Stoltenberg là Tổng thư ký của Liên minh NATO đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tìm cách tẩy chay cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ trong cuối tháng này, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại một cái công ty truyền thông tại Đức có tên là NDR. Ông Stoltenberg lên tiếng cho biết là ông rất đáng tiếc là Trung Quốc đã quyết định không tham dự và kêu gọi và áp lực một số quốc gia khác là tẩy chay không có mặt ở trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Thụy Sĩ đã gửi lời mời cho tổng cộng là 160 quốc gia trong cái hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 15 và ngày 16 tây tháng 6 này để thảo luận các đường hướng có thể là tạo một cái hòa bình cuối cùng cho phía của Ukraine. Phía Trung Quốc tuần trước tuyên bố họ sẽ không có mặt ở trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là Mao Ninh tại Bắc Kinh đã lên tiếng nói rằng hội nghị thượng đỉnh này không có ý nghĩa gì khi mà họ không có sự hiện diện của Nga. Ông Stoltenberg lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đã ngưng lại và không tham gia vào trong cái hội nghị thượng đỉnh này là chuyện mà không có gây bất ngờ. Tuy nhiên, ông nói rằng Trung Quốc đã tìm cách áp lực theo lời cáo buộc của ông Zelensky là cáo buộc Trung Quốc đã có những cái hành động được xem là thúc đẩy các quốc gia khác tẩy chay cái hội nghị này, trong lúc mà phía Trung Quốc và phía của Nga đang có những cái gần gũi về các mối quan hệ, bao gồm luôn cả mối quan hệ về quân sự. Trước đó thì ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã ký một số những thỏa thuận, và trong đó sẽ có một cái đối tác gọi là không giới hạn giữa hai quốc gia. Ông Stoltenberg lên tiếng cho biết kể từ khi mở cuộc xâm lăng tại Ukraine, Trung Quốc chưa bao giờ có một cái lời lên tiếng phản đối cuộc chiến này. Ngược lại, họ đã bán rất nhiều những cái kỹ thuật tân tiến, những cái microelectronics và kể cả một số những dụng cụ mà Nga đã sử dụng những kỹ thuật này để mà có thể sản xuất các vũ khí cũng như áp dụng vào cuộc chiến tại Ukraine. Trong đây khi đó thì Thụy Sĩ xác nhận rằng có khoảng 80 quốc gia sẽ có mặt trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Trong khi đó thì Nga đã không được mời sau khi mà họ mở cuộc xâm lăng đối với lại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi với công ty MSCI trong việc mà công ty Volkswagen đã sử dụng cái nguồn lao động được xem là cưỡng bức tại Trung Quốc.
Bản tin mới nhất cho biết thì một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa tại Florida đã đặt câu hỏi về công ty cung cấp các cái phụ tùng MSCI về việc mà họ đã xóa bỏ cái cờ đỏ dành cho công ty Volkswagen sau khi cáo buộc rằng công ty này đã sử dụng cái nguồn lao động được xem là cưỡng bức ở tại khu vực Tân Cương. Trong lá thư đề ngày 30 tháng 5 gửi cho Henry Fernandez, được xem là chủ tịch và giám đốc điều hành của MSCI, các nhà lập pháp đã gia tăng sự lo ngại về công ty Volkswagen đang bị điều tra bởi MSCI. Trong đó, MSCI đã tháo gỡ cờ đỏ dành cho cái công ty Volkswagen. Và theo tục cuộc điều tra của MSCI, họ nói rằng là họ đã có điều tra và cả gửi một số những viên chức điều tra về cái việc mà công ty Volkswagen đã tham gia cùng sản xuất chung với một công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ về sản xuất xe, gọi là SAIC. Và công ty SAIC này là công ty có vẻ như đã sử dụng cái nguồn lao động được xem là cưỡng bức ở tại Tân Cương. Và một ủy ban do phía Volkswagen chọn ra bao gồm luôn cả một công ty độc lập là một công ty liên can tới việc cố vấn về nhân quyền ở Đức có tên là Loening GmbH. Trong đó nói rằng họ đã thực hiện cái tiến trình điều tra về Tân Cương. Tuy nhiên thì sau cuộc điều tra này, có ít nhất là 6 viên chức cao cấp của Loening GmbH đã giữ khoảng cách của họ với cái kết quả của cuộc điều tra và nói rằng họ không ủng hộ cho cuộc điều tra này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đặt câu hỏi với lại MSCI là tại sao tháo cái cờ đỏ đối với công ty Volkswagen của Đức khi công ty này đã có dấu hiệu mua các cái phụ tùng hoặc nhập cản các cái phụ tùng từ một công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc làm chủ, để mà công ty này được xem là mô tả đã sử dụng cái nguồn lao động được xem là cưỡng bức ở tại Tân Cương, nơi có trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong tất cả 1.200 cái trại mà Trung Quốc gọi là trại cải tạo lao động. Trong khi đó thì cộng đồng quốc tế xem những cái trại này là trại cưỡng bức lao động ở tại Tân Cương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cùng một lượt trong ngày hôm nay, những công ty sản xuất xe của Trung Quốc đã phải đối diện với lại cái mức đánh thuế vào mặt hàng xe điện của họ bắt đầu từ ngày hôm qua 4 tháng 6. Bản tin mới nhất cho biết thì Liên hiệp Âu Châu đã đưa ra cái mức thuế đánh vào các công ty xe sản xuất xe điện được sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày hôm qua 4 tháng 6. Một viên chức của EU đã nói với lại một số những công ty sản xuất xe của Trung Quốc vào ngày thứ hai. Trong cuộc điều tra về tình trạng mà trợ cấp cái kỹ nghệ xe điện của Trung Quốc đã đe dọa là họ sẽ có những cái hoạt động thuế đánh vào các mặt hàng xe điện này khi mà các mặt hàng xe điện này đã được tài trợ bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc và có hành động bán phá giá cạnh tranh với xe sản xuất tại Âu Châu. Ủy ban này cho biết là họ sẽ bắt đầu có một cái quyết định vào tuần tới để nâng cái mức thuế đánh vào mặt hàng xe điện của Trung Quốc. Một công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc ở tại Âu Châu có trụ sở đặt tại Brussels trong ngày thứ hai cho biết là họ đang chờ đợi cái quyết định của cuộc điều tra này và trong đó có thể sẽ cung cấp cái nguồn thuế đánh vào mặt hàng xe điện của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những chính sách mạnh mẽ của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào các cái hệ thống xe điện của Trung Quốc vốn được nhà nước Cộng sản Trung Quốc tài trợ và họ đã có cái mức giảm giá và bán phá giá trong thị trường của Âu Châu gây thiệt hại cho các công ty sản xuất về xe của Âu Châu. Đây được xem là một chính sách cứng rắn của Liên hiệp Âu Châu tiếp theo việc mà Joe Biden, tổng thống của Hoa Kỳ đã áp thuế 100% vào các mặt hàng xe điện, bình điện và các cái solar panel từ phía của Trung Quốc. Là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, lực lượng của Philippines cáo buộc rằng tàu của họ đã bị dân quân ngư phủ của Trung Quốc ngăn chặn ngay trên bãi cạn Second Tomaso nằm trên quần đảo Trường Sa. Lực lượng Philippines đã bị thiệt hại và trong lúc mà họ đã bị ngăn chặn bởi một chiếc tàu ngư phủ của Trung Quốc được xem là dân quân ngư phủ chặn chiếc tàu của họ trên Biển Đông theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và trong bản báo cáo ngày thứ ba, thì một cái trạm đóng quân của Philippines trên chiếc tàu BRP Sierra Madre, tức là chiếc tàu của Hoa Kỳ đã bị đắm trong thời đệ nhị thế chiến, được Philippines kéo về quần đảo Trường Sa, tức là ở bãi cạn Second Tomaso, để làm cái trại đóng quân của họ tại đây. Và các cái tàu tiếp tế lương thực đã bị cắt ngang và tàu của họ đã bị cắt ngang bởi lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc ngay trên vùng biển tranh chấp. Và căng thẳng đã gia tăng tại khu vực này kể từ khi mà Philippines khẳng định lại chủ quyền. Các đoạn video cho thấy
là các binh sĩ của Philippines trên một chiếc tàu được xem là có tốc độ nhanh bất ngờ đã bị cắt ngang bởi một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc ở gần bãi cảng Thái Kinh Somaso. Và trong đó thì giới quân sự của Philippines cho biết là họ đã bị thiệt hại cái chiếc tàu dài khoảng và trong lúc mà họ di chuyển khoảng 2.000 mét, và trong đó họ đã đánh bắt cá ở khu vực được xem là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và kể từ ngày 15 tây tháng 5 thì Trung Quốc cho biết là lực lượng hải giám của họ đang có mặt tại đây để giúp cho các cái ngư phủ của Trung Quốc có thể gọi là bảo đảm và sửa chữa tất cả các cái tàu của ngư phủ Trung Quốc. Tuy nhiên thì trên thực tế lực lượng hải giám này đã hỗ trợ cho lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc để có thể có những hành động được xem là hung hăng đối với là những tàu đánh bắt cá của Philippines hoặc các cái tàu quân sự của Philippines. Second Thomas Show được xem là một trong những cái khu vực đang có điểm nóng ở trên quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc và Philippines đang có sự căng thẳng trong thời gian vừa qua. Và nơi đây cũng là cái nơi đang có tranh chấp chủ quyền của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và cũng như là của phía Đài Loan và Indonesia. Và nơi đây được xem là nơi mà Philippines đang nhấn mạnh tầm quan trọng về vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ. Các hình ảnh cho thấy là lực lượng hải giám Trung Quốc đã bắt đầu xung quanh và giám sát việc mà tàu ngư phủ của Trung Quốc đã chặn ngang chiếc tàu quân sự của Philippines. Tư lệnh của Philippines là Romeo Browner Jr. được xem là nhân vật lãnh đạo của lục quân Philippines đã lên tiếng nói rằng họ đã sẵn sàng tất cả những cái cần thiết để đối phó nếu như mà tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục khiêu khích. Trước đó thì Trung Quốc đã cáo buộc là lực lượng quân sự của và lực lượng tuần duyên của Philippines đã chĩa súng vào tàu của Trung Quốc. Đây được xem là những cái biến chuyển mới nhất diễn ra ngay trên khu vực đang có tranh chấp và sự căng thẳng của Philippines của Trung Quốc đã tới mức được xem là có thể dẫn tới một cuộc xung đột tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên trong 7 năm, Hoa Kỳ đã gửi một oanh tạc cơ chiến lược gọi là B-1B tham gia cuộc tập trận ở khu vực của Nam Hàn đối phó với tình trạng mà Bắc Hàn đang đe dọa tại khu vực này. Bản tin từ Nam Hàn cho biết thì Hoa Kỳ đã đưa chiếc oanh tạc cơ chiến lược gọi là B-1B trên bán đảo của Đại Hàn trong ngày thứ Tư lần đầu tiên tham gia vào cuộc đánh bom có định vị với lại phía lực lượng của Nam Hàn trong 7 năm theo tường trình của giới quân sự Nam Hàn đưa ra. Cuộc tập trận này là cho thấy có khả năng chống trả lại cái sự đe dọa từ phía của Bắc Hàn kể từ khi mà căng thẳng đã gia tăng trên khu vực này sau khi mà Bắc Hàn đã có hàng loạt các cái bong bóng thả phân và rác vào trong lãnh thổ của Nam Hàn. Cuộc tập trận ngày thứ Tư này, trong đó bao gồm các chiến đấu cơ của cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ và kể cả oanh tạc cơ B-1B lần đầu tiên, thì đây là một cái chiếc oanh tạc cơ chiến lược Hoa Kỳ đã được khai triển tới bán đảo của Đại Hàn trong năm nay. Và cuộc tập trận này là để bảo đảm lời cam kết về an ninh của Hoa Kỳ với Nam Hàn và gia tăng việc hợp tác quốc phòng cũng như thực hiện các cuộc tập trận giữa các đồng minh theo tường trình của giới quân sự Nam Hàn đưa ra. Và trong cuộc huấn luyện này thì B-1B đã gửi một loạt những cái thả một loạt những cái trái bom được xem là được định vị và đã được hộ tống bởi một số những chiến đấu cơ của Nam Hàn. Và cuộc tập trận này lần đầu tiên đã diễn ra từ năm 2017 theo tường trình của phía Nam Hàn đưa ra. Nam Hàn cho biết là họ đang thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật và trong đó gần như là để trừng phạt trong việc mà Bắc Hàn nếu như có sự khiêu khích. Và cuộc tập trận này được mô tả là một cuộc tập trận khá mà vĩ đại và trong đó bao gồm tất cả những cái hệ thống định vị cũng như là những cái bom định vị và các cái hệ thống dẫn đường của các cái loại bom, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, các bomber và các cái drone đã được sử dụng trong cuộc tập trận này. Phía Bắc Hàn trước đó thì đã có những cái hành động được xem là khiêu khích với Nam Hàn khi họ gửi hàng ngàn cái bong bóng qua phía của Nam Hàn. Trong những cái bong bóng này mang theo phân và rác rải trên lãnh thổ của Nam Hàn. Và tuần trước thì phía Nam Hàn cho biết họ sẽ bắt đầu giám sát chặt chẽ tất cả khu vực biên giới. Và ngày hôm qua thì phía Nam Hàn tuyên bố là họ hủy bỏ tất cả những cái hiệp ước đã ký với Bắc Hàn về vấn đề biên giới năm 2018. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Yoon Seok-yeol của Nam Hàn đã ra lệnh cho việc tăng cường và hoạt động quân sự trở lại trong khu vực biên giới giữa hai quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, bản báo cáo tổng hợp của hãng thông tấn DPA của Đức cho biết là lực lượng cảnh sát, mật vụ, công an đã tràn ngập ở Bắc Kinh, ở Hồng Kông và ngay tại quảng trường Thiên An Môn khi mà đã có cái biến cố gọi là tưởng niệm cái biến cố này đánh dấu đúng 35 năm.
Công an và cảnh sát của Hồng Kông cũng như là của Trung Quốc ở một số những thành phố lớn của Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và ngay cả tại quảng trường Thiên An Môn đã có dày đặc tất cả những cái mạng lưới công an, mật vụ để mà bảo vệ cái gọi là an ninh trật tự tại đây. Bản tin cho biết thì có một số những binh sĩ nằm trong các cái sư đoàn của Trung Quốc cũng đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày thứ ba, và trong đó bất kỳ một ai bước chân vào quảng trường Thiên An Môn đều phải thông qua hàng loạt các cái dự sự giám sát về an ninh một cách chặt chẽ, trong đó bao gồm luôn việc kiểm tra về những passport nếu như những người này là công dân nước ngoài, hoặc là sẽ được giám sát chặt chẽ về an ninh. Trong khi đó tại Hồng Kông thì các khu vực được xem là nhạy cảm bao gồm cả công viên Victoria, nơi được xem là thường niên có cái cuộc tưởng niệm mà đốt nến để mà tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát năm 1989 ở Thiên An Môn, cũng như là Causeway Bay được xem là cái bến cảng của Hồng Kông, nơi được xem là thường xuyên có những cái cuộc tổ chức này, và mạng lưới cảnh sát của Hồng Kông đã dày đặc tại khu vực này. Đây được xem là một trong những cái chính sách siết chặt về an ninh của cả Cộng sản Trung Quốc lẫn cảnh sát của Hồng Kông, trong lúc mà có cái thời điểm được xem là nhạy cảm với cái biến cố đánh dấu đúng 35 năm. 35 năm trước đây thì phía của các sinh viên Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình trong các khuôn viên trường đại học, và sau đó họ tràn tới quảng trường Thiên An Môn, và ngày 4 tây tháng 6 được gọi là sự kiện lục tứ theo cái tiếng của người Hoa, thì Cộng sản Trung Quốc đã cho đàn áp một cách dã man đối với lại các cái sinh viên biểu tình tại đây, và cho tới giờ phút này không ai biết được số lượng người đã bị thảm sát trong cái ngày 4 tây tháng 6 năm 1989 là bao nhiêu người. Tuy nhiên kể từ đó tới nay thì các khu vực ở Hồng Kông, Đài Loan và một số nơi khác vẫn thường xuyên có cuộc tưởng niệm trong cái biến cố này. Và năm nay riêng tại Hồng Kông đã có một số người bị bắt giữ, bao gồm luôn một số nghệ nhân, họa sĩ đã bị bắt giữ khi mà họ bước gần tới công viên Victoria hay là cái khu vực Causeway Bay, được xem là cái khu vực có bến cảng của Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Hồng Kông và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một nhà đạo tị Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục các cựu cán bộ và đảng viên là nên rời khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nhà đạo tị Trung Quốc ở tại nước Úc đã lên tiếng thúc giục các cựu đồng nghiệp của anh ta là nên rời bỏ cái Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến cho đã và tẩy đưa ra những cái chiến lược được xem là dập sạch chế độ này. Được biết với cái tên là Eric, anh này được mô tả là một cựu gián điệp của Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc hiện nay đang đối diện với nhiều thách thức và đây là thời điểm mà các cán bộ đảng viên nên từ bỏ cái chủ thuyết của Cộng sản để quay về với chủ thuyết của dân tộc. Họ hiện nay đang có những cái khuynh hướng chán nản và đang có những cái khuynh hướng rất lớn ở trong cái nội địa của Trung Quốc, và tôi thấy được rằng là sự bất mãn của người dân, sự bất mãn của thành phần cán bộ đảng viên có lương tâm, họ dường như đã không đồng ý với cái cách điều hành và vùng ngoại quốc gia hiện nay. Và là giờ này, đây là cái lúc mà tốt nhất và cái lúc được là thích hợp nhất để có thể từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản. Và tôi có thể nói rằng tất cả những nhân viên mật vụ của Trung Quốc phải nhìn về cái chiến lược của người Trung Quốc, người Hoa, chứ không nên nhìn vào cái đất nước Trung Quốc bằng cặp mắt của những kẻ đã được đào tạo dưới cái nền giáo dục của Cộng sản, và họ là những người thông minh, họ là những người có đầy đủ bản lãnh và họ nên hiểu được cái nào là dân tộc và cái nào là của đảng cai trị. Đây được xem là một trong những lời phát biểu mới nhất của một người đạo tị gốc Hoa, và ông này trước đây từng là một nhân viên gián điệp của Trung Quốc hoạt động tại nước Úc, và trong đó ông đã công bố một cái danh sách 1.200 gián điệp của Trung Quốc đang hoạt động tại nước Úc, gây sửng sốt cho tất cả các công ty truyền thông, và trong đó bao gồm luôn cả ít nhất là 30 cái vị trí được xem là tập hợp tất cả những thành phần gián điệp của Trung Quốc đang hoạt động tại nước Úc. Đây được xem là được bản báo cáo mới nhất và cũng như là lời kêu gọi của một người đào tị, là một người xuất thân từ chủ nghĩa Cộng sản, từng là gián điệp của Cộng sản, và giờ đây ông đã trở thành một nhà chính trị đối lập tại nước Úc và đã lên tiếng kêu gọi đảng viên cũng như là các cán bộ trong cái guồng máy cai trị tại Trung Quốc là nên từ bỏ và nên chọn một cái mô hình khác cho dân tộc của Trung Hoa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong đưa cái thông báo của công ty Teletron là một cái đại nhạc hội sẽ diễn ra ngày 15 và ngày 16 tây tháng này, tức là chúng ta còn khoảng 10 ngày nữa.
tại thành phố Orlando, nơi có cái chi nhánh của công ty Teletron và kỷ niệm thành lập chi nhánh công ty Teletron tại thành phố Orlando, Florida. Quý vị nào ở Orlando hoặc các vùng phụ cận có thể về Orlando để tham dự cái đại nhạc hội này trong 2 ngày 15 và ngày 16 tây tháng 6 sắp tới đây. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại công ty Teletron tại Orlando. Số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 407-500-8999, 407-500-8999 để biết thêm chi tiết, hoặc gửi email vào trong cái trang web của công ty Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi, lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị, đi thẳng vào cái đề tài. Đảng Dân Chủ đẩy cuộc bất ổn chính trị tới sự chia rẽ để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, nhưng không thành công. Tất cả đều bị phản ứng ngược. Họ tới khiêu khích rất là nhiều, nhưng mà không có phản ứng. Họ sử dụng những ngôn ngữ miệt thị, những ngôn ngữ được xem là bôi nhọ hay là những ngôn ngữ sỉ nhục đối với là ông Trump, nhưng vẫn không kích động được. Vẫn không kích động được. Do đó thì bây giờ họ đang lâm vào bế tắc. Và trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi, trong cái Hilton nhật ký đó, thì quý vị thấy là cái uy thế của ông Trump lên cao hơn. Thì cái này tôi không dựa trên những cuộc thăm dò, vậy vì những cuộc thăm dò chưa đưa ra kết quả thăm dò. Nhưng tôi dựa trên những cái thông tin tôi cho thấy là uy thế ông Trump lên cao hơn. Thứ nhất là ông và đảng Cộng Hòa gây quỹ được 141 triệu Mỹ Kim trong tháng 5. Và riêng cá nhân ông Trump là cái ngày ông bị kết tội, 24 giờ sau đó, quỹ tranh cử của ông đã được thêm 53 triệu Mỹ Kim. Và trong đó 25% những người đóng góp là những người lần đầu tiên đóng góp cho quỹ tranh cử này. Đó là cái thứ nhất về tiền bạc. Thứ hai là trên cái trang TikTok, ông Trump mới xuất hiện có 4 ngày thôi, cái lượng follower của ổng đã lên tới 5.2 triệu người. 5.2 triệu người trên TikTok mới xuất hiện có 4 ngày, một clip video thôi. Trong khi đó, Joe Biden đã xuất hiện trên TikTok mấy tháng trước đây mà chỉ có 357.000 follower. Cho thấy là cái uy thế ông Trump lên cao hơn sau khi bị định tội. Và thứ ba là, nghe quý vị biết, ngày hôm qua là ngày thứ ba, là ngày bầu cử sơ bộ của một số tiểu bang. Những người mà ông Trump đề cử đều thắng hết. Trong đó có luôn cả Hùng Cao, là cựu đại tá hải quân, đã được ông Trump đích thân endorse trong cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ ở tiểu bang Virginia, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Virginia ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì tất cả những người này đều thắng cử hết, đều thắng cuộc bầu cử sơ bộ hết. Cho thấy là cái uy thế của ông Trump cao hơn so với trước khi bị định tội. Thì quý vị, tôi nói là backfire, tức là họ sử dụng một cái chiến lược sai lầm. Càng sử dụng pháp lý làm vũ khí tấn công đối thủ, họ càng chuốc lấy thất bại thôi nha. Rồi, ông Trump nói Âu Châu đóng góp ngân sách quốc phòng thì không đồng ý. Bây giờ thì muốn phát triển quốc phòng, ông Trump đúng phải không chú? Thì ông có nói trong cái cuộc phỏng vấn với tuần báo Times Magazine trước đây, cách đây vài tuần, thì ông có cuộc nói chuyện rất dài. Trong đó ông nói, ồ, lúc tôi đề nghị họ đóng 2% thì họ gần như phản đối và tẩy chay thôi. Nhưng bây giờ tất cả đều tăng lên 2%. Mặc dù rằng chưa đủ, bây giờ mới có 11, 12 quốc gia thôi. Nhưng mà tất cả đều là nhắc lại cái lời cam kết của họ là sẽ thúc đẩy tăng ngân sách quốc phòng lên 2%. Thì quý vị, ông Trump đúng. Và bây giờ họ làm theo lời của ông Trump, chứ đâu phải Joe Biden. Họ làm theo cái đề nghị và cái áp lực của ông Trump khi mà Nga tấn công Ukraine. Thì do đó quý vị, bây giờ mình mới thấy được cái chiến lược của ông Trump là đúng. Lúc đó chúng ta chỉ nghĩ rằng là, ô, ông Trump sao cứ đi gây hấn với đồng minh của mình làm gì, nào là vấn đề kinh tế rồi vấn đề quốc phòng. Nhưng bây giờ tất cả nhìn lại, quý vị đánh giá lại đi. Ông Trump áp lực như vậy, ông Trump làm như vậy, Nga không dám tấn công vào Ukraine. Nhưng mà ngay một năm sau khi Joe Biden ngồi ghế tổng thống là Nga tấn công Ukraine ngay. Bây giờ cả Âu Châu đang rúng động vì không sản xuất kịp tất cả đạn dược cho Ukraine. Chỉ mới có cuộc chiến ở Ukraine thôi, họ không đủ đạn dược. Bây giờ nếu cuộc chiến mở rộng của Âu Châu thì sao? Họ cam kết với Ukraine là 1 triệu viên đạn, tới bây giờ họ thú nhận không sản xuất nổi. Bây giờ phải bỏ tiền đi mua của những quốc gia ngoài Liên hiệp Âu Châu
để có đủ cung cấp đạn dược cho phía của Ukraine. Thì quý vị, ông Trump đã đúng chứ có đâu có sai đúng không? Rồi tiếp tục. Tẩy chay là đúng rồi, NATO nên xem xét lại việc làm của mình có bảo vệ Âu Châu không, chứ họp rồi nhưng Liên Hiệp Quốc bằng không, hãy hành động đi. Thì tôi nói với quý vị, ông lần này thì là ông Jens Stoltenberg dựa lên lời cáo buộc của ông Zelensky. Trung Quốc tẩy chay thì không nói, nhưng họ áp lực những quốc gia khác tẩy chay. Tổng cộng Thụy Sĩ mời ra là 160 quốc gia tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh này. Nhưng mà bây giờ chỉ có 80 quốc gia đồng ý gửi đại diện tới thôi. Ngay cả Joe Biden cũng không tới, mà gửi Kamala Harris tới. Thì quý vị, ngay từ lúc đầu tổ chức cái hội nghị này đã là một cái hội nghị mà tôi nói rằng là waste time, mất thời gian. Tại vì cái nhân vật, cái quốc gia chính lại không mời. Hội nghị thượng đỉnh cho hòa bình tại Ukraine. Ukraine đang có cuộc chiến với Nga mà không mời Nga. Thì coi như là người ta coi đây là cái hội nghị một chiều. Tức là chỉ nói về phần của Ukraine và Âu Châu, chưa nói về phần của Nga. Do đó, nhiều quốc gia đã lắng nghe cái áp lực của Trung Quốc tẩy chay hội nghị này rồi. Thì bây giờ Jens Stoltenberg có lên tiếng chỉ trích Trung Quốc thì cũng vô dụng. Tại vì cái ý nghĩa của hội nghị này nó đã mất ngay từ đầu. Mời tất cả các nước, nhưng mà cái nước đóng vai chánh trong cái cuộc chiến này thì không mời. Thì cái cuộc hội nghị này nó giống như là một cái diễn đàn một chiều. Quý vị nhớ cái tòa án nhân dân không? Nó dồn tất cả mọi người tố cáo mọi người. Và người đó đứng trở thành nạn nhân bị tố cáo thôi. Không được phép biện hộ, không có ai đại diện. Thì cái hội nghị thượng đỉnh này nó giống như một cái tòa án nhân dân. Mặc dù tôi không ưa ông Putin và Nga đâu. Tôi không ưa cái chiến lược của ông Putin và cái sự độc tài của ông đâu. Và cái tham vọng của ông đâu. Nhưng mà mang danh là tổ chức như vậy thì người ta nhìn vào người ta thấy cái điều này nó là một cái điều gọi là một cái trò hề. Tức là các anh tụ tập những người, các anh tụ tập những người có chung suy nghĩ với các anh để đả kích một người khác. Chứ đó đâu phải là một cái hội nghị thượng đỉnh về hòa bình đâu. Do đó quý vị, tôi nói thiệt, Trung Quốc áp lực các quốc gia khác lì là cái chuyện mà tôi không biết Trung Quốc có làm hay không. Cái này là lời tuyên bố và cáo buộc của ông Zelensky. Nhưng mà cái hội nghị này đã không còn ý nghĩa khi cái quốc gia chủ chốt gây ra cuộc chiến này không được mời nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Thiên An Môn có thể xem là diệt chủng công chú, quốc tế không trừng phạt Trung Quốc sao? Thứ nhất là tới bây giờ quý vị biết được số người chết không? Và quý vị có hình ảnh gì chứng minh đó là cuộc đàn áp hay không? Để nói là tội diệt chủng. Trả lời cho tôi nghe đi. Bắc Kinh đã siêu hết rồi. Không có một cái hình ảnh nào trong cái biến cố ngày 4 tây tháng 6 cả. Và cũng không có một cái dấu vết gì cả. Thì bây giờ cáo buộc bằng chứng gì? Bây giờ chúng ta còn không biết được số người chết trong cái trận đó là bao nhiêu. Vài trăm người hay vài ngàn người. Chúng ta đều không có thông tin. Thì quý vị, bây giờ bằng chứng đâu ra nha? Điều tích cực sau phán quyết New York, các tài phiệt từng ủng hộ dân chủ, họ ngại tương lai giống ông Trump nên họ ủng hộ ông Trump. Một phần, nhưng mà cái phần chính của họ là các anh không thể nhân danh một cái điều tốt đẹp để làm một chuyện bậy. Đảng Dân Chủ cáo buộc rằng ông Trump gây hại cho nền dân chủ. Nhưng bây giờ họ bất chấp tất cả những cái quy tắc dân chủ để bức hại ông Trump. Thì đó là cái điều mà họ, những cái tỷ phú, họ quay mũi súng hết á. Bây giờ họ quyên góp cho ông Trump còn nhiều hơn nữa. Thậm chí là họ bắt đầu sử dụng cái uy thế của họ kêu gọi quyên góp cho ông Trump. Tôi nói quý vị, backfire. Nếu mà quý vị muốn làm cái gì phải thuyết phục được người khác. Nếu không thuyết phục được thì nó sẽ bị phản ứng ngược. Người ta sẽ nhìn lại 4 năm ông Trump cầm quyền. Ông có dùng cái tư thế cá nhân của ông trong vai trò tổng thống để bức hại bất kỳ một người nào không?
trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, trong cái phần thảo luận đặc biệt của tôi đó, ông Trump có nói. Ông Trump có nói lúc mà ông vừa đắc cử năm 2016 và bắt đầu nhận chức, những người xung quanh ông, khi mà ông nhắc tới bà Hillary, những người xung quanh ông nói lock her up, nhốt bà lại. Ông hỏi rằng cái điều bà làm tệ lắm hả? Cái việc mà xóa email này nọ đó quý vị. Thì họ nói rất là tệ, cần phải truy tố bà ta, nhốt bà ta. Nhưng mà cuối cùng ông Trump đặt một câu hỏi ngược lại đối với những người đó. Là điều này thì tệ thật, nhưng còn tệ hơn nữa, đưa vợ của một tổng thống và là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ vào tù. Điều này còn kinh khủng hơn. Do đó ông Trump đã bác bỏ, không bổ nhiệm một công tố viên độc lập để mà điều tra và truy tố bà Hillary Clinton. Ông có trả thù không? Đối với bà Hillary. Nhưng bây giờ tất cả những gì Joe Biden làm chúng ta thấy hết. Ông Trump chỉ nói là điều tệ hại nhất, cái hành động của bà Hillary, bà đập cái phone của bà, rồi bà xóa tất cả những cái email trong server của bà. Ông Trump nói điều đó tệ hại thật, nhưng mà còn tệ hại hơn nữa khi đưa đệ cựu đệ nhất phu nhân, vợ của một tổng thống, và là cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ vào trong nhà tù. Điều đó còn kinh khủng hơn nữa. Và ông Trump gạt bỏ điều này. Nhưng bây giờ ông nói, đám này nó suy nghĩ khác. Nó đưa ra một cái hành động tệ hại chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Nha. Rồi. Anh Phong nói đúng, lúc ông Trump bị thất cử, nhiều người rất thất vọng và buồn. Anh dùng một câu nói để mọi người hiểu. Lùi một bước nhìn xa ta trong rộng. Giờ người Mỹ nhìn thấy rõ những gì đúng và ủng hộ ông Trump. Thì tôi nói với quý vị, thời điểm đó tôi có nói là ông Trump, cái cục diện của ông là thua trước thắng sau. Lúc đó tôi có nhấn mạnh cho quý vị là cái cục diện của ông Trump là thua trước thắng sau. Và bây giờ người Mỹ nhận ra hết rồi. Thì cũng giống như là dân miền Nam vậy thôi. Lúc trước bị tụi Cộng sản nó tuyên truyền, cứ nghĩ là nó tốt. Rồi quý vị, cả miền Nam sụp đổ. Đến lúc miền Nam sụp đổ tới bây giờ 49 năm rồi, người ta mới hối hận. Người ta mới hối hận là cái thằng Cộng sản nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nó đẩy cả đất nước vào nghèo đói luôn. Bây giờ người dân sáng mắt rồi. Đúng chưa? Thì quý vị, đây là cái mà tôi nói quý vị là lùi một bước trời cao đất rộng là như vậy. Quý vị đứng sát vách núi, quý vị không thấy được ngọn núi. Khi quý vị bước lùi ra thì quý vị mới nhìn thấy được ngọn núi. Còn đứng sát vách không nhìn thấy được ngọn. Thì bây giờ quý vị, dân Mỹ bắt đầu bừng tỉnh. Họ nhìn thấy cái việc chính trị hóa và vũ khí hóa trong các cơ quan chính quyền liên bang. Họ nhìn thấy sự bức hại một cách đầy thù hận của những công tố viên, những biện lý da đen đối với ông Trump. Thì họ nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Họ nhìn thấy tất cả mọi thứ, họ không có mù. Thì bây giờ tôi nói với quý vị, giống như là Robert Kennedy Jr. nói, định tội Donald Trump hay không là lá phiếu của người dân, chứ không phải là do những kẻ mà quý vị đã chỉ định trong phiên tòa. Định tội ông Trump là lá phiếu của người dân. Hiểu vậy, đây là lời nói của ứng cử viên độc lập Robert Kennedy đó. Nha. Rồi tiếp tục. Hiến pháp của Hoa Kỳ có cho phép bầu cử trước thời hạn không? Mong ông Trump trả lời quá. Thứ nhất là nó không có liên quan gì tới hiến pháp hết. Hiến pháp buộc phải tổ chức bầu cử, chứ hiến pháp không có quy định là tổ chức nhanh hay chậm. Nhanh hay chậm là do cái hệ thống của Quốc hội. Quốc hội Hoa Kỳ quyết định. Và muốn thay đổi ngày bầu cử thì phải hội đủ túc số 2/3 khối phiếu thì mới có thể thay đổi được cái ngày bầu cử. Được ấn định là ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Do đó không có hiến pháp nào quy định điều này cả, nhưng luật đã ấn định. Mà muốn thay luật, đổi cái luật này thì nó đòi hỏi 2/3 khối phiếu ở thượng viện. Impossible nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. Tại sao Trung Cộng đứng về phía Nam Hàn, Nhật Bản trong việc căng thẳng với Bắc Hàn về Anh? Điều này khiến Kim Jong Un đáp trả Trung Cộng không? Thứ nhất, Trung Cộng chưa hề đứng về phía Nam Hàn và phía Nhật Bản. Họ họp nhau để nói về vấn đề của nguyên tử ở khu vực của bán đảo Đại Hàn. Mà cái việc này thì đã được 6 bên lận, chứ không phải chỉ có Trung Cộng không. 6 bên ngồi xuống, Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn
Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn. Thì họ bàn về vấn đề gọi là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Đại Hàn, chứ họ đâu có đứng về phía của Nam Hàn với Nhật Bản không. Trung Quốc bản thân của họ có muốn cho Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử không? Không có. Ok. Rồi tiếp tục. Em bất ngờ ông Trump xác định TikTok không an toàn, sao bây giờ ổng lại sử dụng với anh Phong? Thứ nhất là ổng đã áp lực và ổng đã ra lệnh trước đây, nhưng mà ổng hết hết nhiệm kỳ vẫn chưa xong. Thì bây giờ ổng thay vì phải áp lực điều này thì bây giờ sử dụng cái này, bởi vì ổng đang giành khối phiếu trẻ với Joe Biden. Nhưng mà Joe Biden đã ký luật, ổng rất là chững chạc. Joe Biden đã ký luật rồi. Trước ngày 19 tây tháng 1 năm 2025 mà TikTok không bán hết cổ phần của họ cho phía của bên Mỹ thì họ sẽ bị cấm toàn diện. Ông Trump đợi cho Joe Biden ký xong rồi ổng mới lên. Tức là trong thời gian này cho tới ngày 19 tây tháng 1 thì nó sẽ có hiệu lực. Do đó ông Trump rất khéo trong cái vấn đề mà tiếp cận khối cử tri trẻ trên TikTok nhưng không phạm luật. Ông nói và ổng nói như vậy và ổng có như vậy, có điều là ổng sẽ áp lực mạnh hơn. Sau khi ổng đắc cử tổng thống, ổng sẽ đóng đinh công ty TikTok ngay. Tại vì ổng có trang True Social của ổng rồi. Ổng không cần nữa. Chẳng qua là ổng muốn tiếp cận cái đám trẻ đó và cho đám trẻ thấy rằng là ổng sẵn sàng tiếp cận và lắng nghe tiếng nói của đám trẻ. Cái đám mà nó bảo vệ cho TikTok nhiều nhất là đám trẻ mà. Đúng không? Thì ổng sẽ ép Biden bán cổ phần. Chứ không giống như Joe Biden. Joe Biden ký cái đạo luật đó chẳng qua là ông ta về mặt thái độ chính trị thôi, chứ không có an toàn hay là an ninh quốc gia gì cả. Trong khi đó thì quý vị, ông Trump ép, ông đã ép một lần rồi thì lần này ông ép còn gay gắt hơn nữa nha. Rồi tiếp tục, Âu Châu siết chặt thuế với Trung Quốc có thể là dấu hiệu tốt hay không? Đối với tôi thì dấu hiệu đó là tốt. Ít nhất Âu Châu hiểu được rằng họ đang lệ thuộc rất nhiều từ Trung Quốc. Họ lệ thuộc cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. Họ lệ thuộc những mặt hàng từ Trung Quốc. Và nếu lệ thuộc như vậy, ngày nào Trung Quốc cúp một cái là dân Âu Châu loạn ngay. Do đó bây giờ họ phải có biện pháp đánh thuế vào mặt hàng và nâng cái mặt hàng của khu vực lên. Bây giờ quý vị, một cái kèm bán giá 5 euro thì Trung Quốc bán có 50 sen. Dân Âu Châu sẽ đi mua cây kèm giá 50 sen chứ đâu mua giá 5 euro. Vậy thì các công ty của euro chết hết rồi. Do đó, việc đánh thuế này chỉ là một phần. Sẽ còn nhiều cái biện pháp nữa. Tại vì bây giờ Trung Quốc đã bộc lộ là một mối đe dọa trên toàn cầu, chứ không riêng gì với Hoa Kỳ hay Á Châu. Toàn cầu luôn nha. Rồi, tiếp tục. Tại sao Trump xài TikTok Mỹ lại muốn cấm vậy? Đúng, Mỹ không cấm. Mỹ không cấm TikTok. Mỹ chỉ yêu cầu công ty mẹ bán hết cổ phần. Nhưng mà công ty Biden không chịu. Tại vì sao công ty Biden, quý vị nên nhớ, đó là công ty mà nó được điều hành ngay tại Bắc Kinh. Và công ty này ở trong cái guồng máy điều hành công ty này và kể cả cái hội đồng quản trị là nó có rất nhiều chi bộ đảng cộng sản nằm ở trong đây. Do đó họ ép công ty Biden phải bán hết cổ phần chứ chưa phải là cấm. Chừng nào họ ban lệnh cấm kìa. Còn bây giờ họ nói rằng họ cho từ đây cho tới ngày 19 tây tháng 1 là phải bán hết. Bán hết cổ phần. Đó là cái chính thức nha, chứ đừng có nói là cấm nha. Rồi, tiếp tục. Rào lướt con gái. Trung Cộng ủng hộ các nước Ả Rập tranh chấp lại với Đài Loan, anh nghĩ Trung Cộng và Iran căng thẳng không? Không. Cái này nó chỉ là Trung Cộng không ủng hộ, nhưng mà Trung Cộng nói rằng giữ nguyên lập trường, không đứng về phía nào. Cái này không phải các quốc gia Ả Rập, chỉ là Vương quốc Ả Rập Thống nhất thôi, UAE thôi. Thì Vương quốc Ả Rập Thống nhất họ có tranh chấp một hai cái đảo với lại Iran ở trên cái vùng biển eo biển Hormuz đó. Thì bây giờ Trung Cộng giữ cái quan điểm là đứng ở giữa. Thì Iran thì họ nghĩ rằng Trung Cộng đứng về phía họ.
nhưng nó không có ảnh hưởng gì, là cũng Trung Cộng cũng chả đứng về phía khối Ả Rập để mà chống lại Iran đâu. Chính Trung Cộng là cái quốc gia đã nối kết cho Saudi Arabia bàn giao với lại Iran mà. Và Trung Cộng đang muốn tìm cách gây ảnh hưởng tại đây mà nha. Rồi tiếp tục. Ok, rồi tiếp tục. Biden sẽ mở cuộc chiến chống Nga để làm tiếp nhiệm kỳ 2, không cần bầu cử, nhân danh đất nước đang trong thời chiến. No. Bây giờ có chiến tranh đi nữa thì vẫn tiếp tục bầu cử. Dưới thời của ông Bush, chiến tranh Iraq, ông có nhân danh là chiến tranh ở Iraq để mà tiếm quyền bầu cử không? Ông vẫn thất cử. Thời Bill Clinton là Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến của Bosnia, của Croatia và kể cả của Kosovo. Thì lúc đó có nhân danh là chiến tranh để mà tự động không bầu cử không? Rồi thời Bush còn hai cuộc chiến Afghanistan và cuộc chiến tại Iraq. Thì họ có nhân danh là chiến tranh để tiếm quyền bầu cử không? Thì bây giờ cũng vậy thôi. Cái cuộc chiến ở Bosnia, ở Croatia, ở Kosovo còn căng hơn nữa. Từ năm 1992 cho tới năm 1999. 92 là Bosnia, 95 là Croatia, 99 là Kosovo nằm trong Liên bang Nam Tư. Clinton có dùng cái này để mà tiếm quyền bầu cử không? Không có. Cho nên đừng nằm mơ cái chuyện đó nha. Rồi tiếp tục. Đám cánh tả hốt hoảng tiền tranh cử ông Trump tăng mạnh, họ cứ nghĩ là kết tội là mọi người quay lưng với ông Trump, ngờ đâu được ủng hộ nhiều hơn. Thì tôi chưa nói những cái cuộc thăm dò, tôi chỉ nói số tiền chứng minh cái sự ủng hộ trên TikTok. Và tối ngày hôm qua những người ông Trump endorse đều thắng thắng cử với sơ bộ hết, đều thắng cử sơ bộ hết. Thì cái đây là chứng minh cho thấy cái uy thế của ông Trump chưa bao giờ sút giảm, kể cả sau khi bị định tội chưa bao giờ sút giảm hết. Ok rồi. Vừa rồi anh đảng bảo thủ mới đang được nhiều người ủng hộ, người dân trước cuộc bầu cử thủ tướng. Nhưng mà cái nhân vật ra tranh cử thì bây giờ đang đưa ra một cái tuyên bố sừng sỏ lắm, sẵn sàng dùng nguyên tử. Thì tôi chưa biết được, nhưng mà đảng bảo thủ của anh thì xem Nga là kẻ thù. Do đó, họ sẵn sàng đưa ra những cái ngôn ngữ tranh cử rất là gay gắt đối với Nga. Tôi chưa biết bên anh như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đảng bảo thủ vẫn tiếp tục xem cái vấn đề an ninh quốc phòng là trên hết. Do đó họ nắm quyền nhiều năm nay nha. Ok. Ông Trump sẽ mặc áo tù tiếp nguyên thủ quốc gia, không cần mặc đồ vest để cho thế giới thấy ông bị đàn áp chính trị không? Chưa biết được ông ở tù hay không. Tại vì luật của New York nó khác, luật của New York chúng ta gọi là stop. Là thứ nhất là ông Trump trên 65 tuổi. Và thứ hai chưa bao giờ vi phạm tội. Do đó nhiều khi ổng chỉ bị quản chế tại gia thôi, chưa chắc bị án tù nữa. Chưa biết được. Bây giờ chúng ta đang chờ xem coi như thế nào. Tại vì ngày 11 tây tháng 7 mới đưa ra cái phán án mà nhiều chuyên gia về về pháp về về luật pháp đó, họ nói rằng là khó có cơ hội ông Trump bị ngồi tù. Đây là mấy chuyên gia nói, không phải tôi nói. Tại vì thứ nhất là cái luật của New York trên 65 tuổi thì họ thường thường là bị họ bị phạt và làm việc cộng đồng hay quản chế tại gia. Thứ hai, ông Trump là một người chưa bao giờ phạm tội hết, lần đầu tiên bị kết tội này. Do đó họ không áp dụng bản án nặng nề là tù được. Nên bây giờ chưa biết được, chúng ta phải chờ tới ngày đó rồi mới biết. Còn việc mà ông Trump có thể là bà Kathy Hochul, bà thống đốc, bà nói tôi cũng muốn ân xá, nhưng mà bên ổng phải viết đơn đã, viết đơn xin ân xá đó. Thì quý vị, bên ông Trump sẽ không viết ân xá công quyền của bà. Ổng không viết. Mà khi ổng không viết đơn xin ân xá thì trên quy tắc là nếu ổng bị giam trong tù thì lễ tuyên thệ nhận chức nằm trong nhà tù và điều hành guồng máy quốc gia trong nhà tù. Còn cái vấn đề mặc đồ tù hay mặc đồ thường thì do cái negotiation giữa lực lượng mật vụ bảo vệ cho ổng
và ban quản giáo nhà tù. No problem, ok. Rồi tiếp tục. Em đọc tin thấy Trung Quốc nhượng bộ để giữ TSMC, nghĩa là họ có thể deal với nhau vì quyền lợi. No, TSMC đã không còn thể deal với Trung Quốc được nữa rồi. Họ bắt đầu dần dần sẽ rút công xưởng mà sản xuất của họ ở tại Trung Quốc. Lý do là TSMC đã được nâng cấp ở tại Hoa Kỳ. Xưa nay quý vị, những cái công ty mà được xem là nâng cấp về cái chiến lược hợp tác với chính phủ đó, đa số là những công ty quốc phòng của Hoa Kỳ, hoặc là những công ty cung cấp về cái dịch vụ kỹ thuật cao như là Google hay là Apple, kể cả Amazon. Họ cung cấp những cái cloud cho Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ vân vân. Thì quý vị, những công ty này là họ phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc của chính phủ Hoa Kỳ và kể cả những công ty quốc phòng. Thì bây giờ TSMC là công ty duy nhất, là công ty duy nhất ở bên ngoài nước Mỹ lại được nâng cấp ngang hàng với những công ty này. Tại vì cái việc sản xuất semiconductor của họ. Do đó Bắc Kinh không làm gì được cả. Bây giờ TSMC sẽ phải, nó giống như một công ty của Hoa Kỳ, nó tuân thủ tất cả những điều kiện gay gắt nhất của chính phủ, giống như Google, giống như Apple, giống như là Microsoft hay là Amazon. Những công ty này vẫn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và cung cấp cái cloud, những cái kỹ thuật mới cho Bộ Quốc phòng, kể cả vệ tinh. Thì bây giờ TSMC cung cấp chip cho Bộ Quốc phòng, nó ngang hàng với những công ty này luôn. Những điều mà Intel chưa làm được, Qualcomm cũng chưa làm được. Qualcomm chỉ lấy được cái hợp đồng về cái chip điện tử sản xuất cho những cái hệ thống liên lạc trong Bộ Quốc phòng thôi. Một phần rất nhỏ về mặt dân sự thôi. Mà TSMC được cái vị thế này đó quý vị. Do đó Trung Quốc không làm gì được cả. Nha. Rồi tiếp tục. Nvidia tăng tốc sản xuất chip AI, điều này có làm cho Trung Cộng tụt hậu với Hoa Kỳ giữ các lệnh trừng phạt không anh? Thứ nhất là họ tăng tốc sản xuất về cái việc AI, là vậy, đó là cái nhu cầu bây giờ. Tại vì quý vị biết AI, ví dụ quý vị vô Open AI, tức là công ty, hay là ChatGPT đi, quý vị đánh một câu hỏi thì trong vòng có một phút đồng hồ là có câu trả lời cho quý vị. Có câu trả lời cho quý vị, tôi không nói đúng hay sai của câu trả lời, nhưng mà cái hệ thống tốc độ nó nhanh tới mức như vậy là do cái hệ thống video call, nó gọi là GPU. Thì quý vị, nó giải quyết câu trả lời của quý vị rất nhanh, trong vòng có chưa đầy một phút đồng hồ. Thì quý vị phải biết rằng cái dàn server của họ khổng lồ, và cái dàn video call đó, tức là cái dàn GPU của họ là khổng lồ. Cho nên bây giờ đó là cả thế giới đang chạy theo AI, tức là chạy theo cái trí tuệ nhân tạo. Thì cái mặt trận then chốt thứ nhất là dữ liệu, có đủ dữ liệu hay không. Thứ hai là tốc độ. Đây là cái điều kiện cốt lõi của AI. Dữ liệu thì bây giờ có đủ, là bởi vì dữ liệu bây giờ nó không cần thiết là quý vị phải đi thu tất cả những dữ liệu, mà nó chỉ nối kết đường link qua các dữ liệu thôi. Bất kỳ một cái gì, ví dụ quý vị hỏi về luật, tự động cái AI đó nó link tới đại học Harvard, nó link tới đại học Yale để nó lấy câu trả lời cho quý vị. Thì quý vị, về dữ liệu thì nó đã tràn ngập hết rồi. Nhưng mà về tốc độ thì nó phải chờ tới cái hardware, tức là cái phần mà máy móc đó. Bây giờ dữ liệu mà có đầy đủ nhưng mà máy chậm thì sao? Cũng giống như quý vị đào tiền điện tử vậy đó. Quý vị mua một cái dàn máy có 2-3 cái video card thì đương nhiên quý vị giải quyết một cái transaction nó chậm hơn một người sở hữu tới cả ngàn cái video card. Nó giải quyết một cái transaction rất là nhanh ở trên cái blockchain. Thì do đó cái việc sản xuất này thì Trung Quốc thua, tại vì cái kỹ thuật này nằm trong tay của Hoa Kỳ. Cái kỹ thuật này nằm trong tay của Hoa Kỳ. Nvidia, TSMC, rồi Qualcomm, Intel, hay là công ty Nicefix, SK của Nam Hàn, hay Samsung của Nam Hàn. Họ có những con chip điện tử tốc độ rất nhanh. Thì cái này là cái Trung Quốc thua. Không tài nào theo kịp được.
Bây giờ Trung Quốc phát triển AI nhưng mà chỉ trên cái nhu liệu thôi, trên cái nhu liệu tổng hợp các dữ liệu thôi. Còn cái ở dưới, cái dưới giải quyết tốc độ nhanh hay chậm, Trung Quốc chịu thua nha. Rồi tiếp tục. Ok à, ok, nếu đắc cử ông nghĩ ông Trump bổ nhiệm Steve Bannon làm cố vấn an ninh quốc gia hay không? Tôi nghĩ Steve Bannon sẽ giữ một vai trò nhưng tôi không nghĩ Steve Bannon sẽ là cố vấn an ninh quốc gia. Ông sẽ giữ một vai trò nào đó ở trong cái nội các hay là trong cái khu vực hành chánh của ông Trump, nhưng có thể nó sẽ không phải là vai trò, tại vì ông đã từng làm vai trò này rồi. Ông đã từng làm vai trò này rồi và Đảng Cộng hòa ép ông Trump phải sa thải Steve Bannon mà. Ông từng làm cố vấn cho ông Trump rồi. Nhưng mà lần này thì ông Trump đã nhìn rõ hơn và có thể Steve Bannon sẽ có một vai trò nha. Rồi, những người từng phản đối ông Trump ngày 6 tháng 1 nay quay lại ủng hộ cho ông Trump sau phán quyết ở New York, trong họa có phúc anh ơi. Thì tôi nói quý vị, cái gì nó cũng có cái phản ứng ngược. Thì cái phiên tòa ở New York nó đã trở thành một cái huân chương cho ông Trump, một cái huân chương mà ông Trump sử dụng cái huân chương này một cách gọi là khéo léo. Do đó bây giờ trên quy tắc thì chúng ta thấy rất là nhiều những dấu hiệu tích cực cho ông. Nhưng bây giờ mới có tháng 6 thôi, chúng ta còn 5 tháng nữa. Hôm nay là 5 tây tháng 6. Hôm nay đúng ngày hôm nay đó quý vị, là ngày mà thân phụ của ông Robert Kennedy Jr. bị sát hại, đúng năm sanh của tôi và đúng ngày sanh của tôi, 5 tây tháng 6 năm 1968. Tôi sinh ra đúng ngày này. Và cái ngày này là cái ngày mà thân phụ của Robert Kennedy Jr. đã bị ám sát tại Los Angeles. Thì hôm nay 5 tây tháng 6, ngày bầu cử Hoa Kỳ là 5 tây tháng 11, đúng 5 tháng nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.